Trước thông tin Sam sắp kết hôn, trong một chia sẻ gần đây, Ngô Kiến Huy cho biết anh sẽ tặng Sam 10 chỉ vàng vào ngày trọng đại của đàn em. Đây là món quà mừng không hề nhỏ. Tuy nhiên, Sam đã có phản ứng bất ngờ khiến nhiều người thích thú. Theo đó, Sam đã đùa rằng giữa cô và Ngô Kiến Huy đã có 20 năm tình bạn. Đặc biệt, đàn anh còn rất giàu có nên Sam cho rằng Ngô Kiến Huy nên mừng đám cưới cô ít nhất 2 cây vàng vì con số đó không đáng bao nhiêu so với khối tài sản đàn anh sở hữu. Hơn nữa, món quà cưới như vậy xứng đáng với việc cô từng đóng miễn phí nhiều MV cho anh. Sam hài hước nói, anh Huy giàu mà đúng không? Chưa nói đến việc nghệ thuật phát triển quá thuận lợi, việc kinh doanh của anh hiện cũng lên như diều gặp gió. Anh mở nhiều dự án, với một người có khối tài sản nhiều, thành công như vậy và với mối quan hệ thân thiết giữa Sam và anh Huy thì tôi nghĩ anh phải tặng tôi ít nhất 20 chỉ vàng. Ngoài ra, Sam còn gọi tên Thu Trang, Tiến Luật và còn trêu rằng cặp vợ chồng đình đám của showbiz nên mừng cưới cô nhiều hơn cả Ngô Kiến Huy. Được biết, Ngô Kiến Huy và Sam có tình bạn thân thiết từ thời còn là người mẫu tuổi teen, họ đồng hành, hỗ trợ nhau qua nhiều chặng đường trong showbiz. Sam cũng có mối quan hệ thân thiết với cặp vợ chồng làng hài đình đám Thu Trang, Tiến Luật, vì thế cô rất thoải mái đùa vui khi nhắc đến những đồng nghiệp của mình. Nói về chồng sắp cưới, Sam tiết lộ nửa kia của mình là doanh nhân, không làm trong ngành giải trí. Cả hai đang dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2023. Sam chia sẻ, bây giờ đã là giữa tháng 12 rồi nên việc tổ chức đám cưới trong năm nay là không thể. Vì vậy, kế hoạch đám cưới của tôi sẽ rời sang năm sau. Hơn nữa, thời gian này tôi bận rộn lo cho việc quảng bá phim Đảo Độc Đắc. Có thể nói mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ. Tiết lộ thêm về chồng sắp cưới, sao nữ sinh năm 1990 cho biết, anh ấy là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc, nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz.